À, xin chào mọi người. Như vậy thì qua hai clip đầu ghi nhận về trường hợp của bé Đặng Thị Thanh Nhàn bị chấn thương đầu rất là nặng ngay cái ngày đầu tiên đi nhà trẻ ở Đức Hòa Long An á, thì mình đã cung cấp cho các bạn về cái thông tin cơ bản về cái trường hợp này cũng như là cái hành trình hơn một tháng đấu tranh đòi lại công bằng cho con trong vô vọng của chị Đặng Thị Cương, sinh năm 1995, quê ở Cà Mau. Bây giờ trong cái đoạn clip này mình sẽ nói lên cái mong muốn của lớn nhất của chị Cương ở thời điểm hiện tại, những cái khó khăn bây giờ của chị là gì, và những cái bất cập trong cái quá trình tìm công bằng của chị Cương như thế nào. Cũng mong là mọi người có thể chia sẻ được cái thông điệp này để giúp cho những đứa trẻ thoát khỏi những cái nguy cơ bạo hành, những cái nguy cơ bị tổn thương khi mà đi nhà trẻ cái thời điểm còn quá nhỏ như vậy ạ. Dạ. Thưa chị Cương, bây giờ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố này á, thì bác sĩ nói tình trạng con chị là như thế nào và hướng điều trị tiếp theo ra sao ạ? Thì bác sĩ nói là tình trạng bé bây giờ bé ổn. Thì bé ổn nhưng mà hẹn một tháng nữa là bé khỏe, cái đường hô hấp của bé là hẹn một tháng nữa là cho bé ghép sọ. Thì ghép sọ vô thì bác sĩ cho bé xuất viện về. Thì bác sĩ cho xuất viện về là vừa xuống tới dưới này thôi là bé co giật lại. Chứ chim bé bị chảy mũ. Đó, rồi xin nhập viện lại mà bác sĩ không cho nhập viện lại. Mới là bác sĩ không cho nhập viện lại là bắt đầu là xin cho bác sĩ cho xuất viện. Bác sĩ cho xuất viện mà em nói bác sĩ nói là bảo hiểm hết chi trả rồi. Thì em nói là cho em tạm ứng tiền vô. Thì cho bé nằm điều trị để cho theo dõi thêm. Thì bác sĩ nói là không được. Thì phải xuất viện về ngày hôm nay luôn. Thì em cũng đồng ý mà xuất viện về thì xong đó thì bé mới vừa xuống đến đây, xách đồ xuống đến đây là bé bị giật cái môi lên. Bé giật cái môi lên là em chạy lên cấp cứu lại. Bác sĩ không nhận bé lại, không nhận bé lên. Không nhận bé giờ là pha lại rồi là có bên công an chính quyền lên thì bác sĩ mới nhận bé lên. Lại. Nhưng mà vì sao bác sĩ có nói cái lý do vì sao mà nói là sợ nhiễm trùng đồ á. Sợ nhiễm trùng này nọ rồi nhưng mà con của em chưa thấy là chưa thấy ổn định, em chưa có thấy khỏe. Ngày hôm nào bác sĩ cho bé xuất viện? Ngày hôm bữa thứ tư. Rồi khi mà cho xuất viện là bác sĩ có cho thuốc hay gì đem về không chị? Có cho thuốc đem về. Coi như là bây giờ vừa xuống đây rồi dạ. Bị như vậy rồi phải quay trở dạ. Lại. Bác sĩ là giám đốc bệnh viện hay là trưởng khoa? Sau đó thì chị phải cầu cứu bên phía công an chức năng là ai? Bên công an là bên bệnh viện kêu vô. Bệnh viện gọi công an. Dạ. Ủa sao lại gọi công an vô chị? Tại mấy bà chị em không cho bé nhập viện lại á, thì thấy bé đang bị giật á, không cho bé nhập viện á, bà chị em quậy lên, mấy bà chị em quậy lên phải cho bé nhập viện lại. Mà bên đó cũng chưa chịu cho nữa, bà chị em có kéo cái cửa thì bên công an bên đây có gọi công an vô. Là có sổ sát nhẹ đúng không đúng chị? Đúng rồi. Nhưng mà kêu công an vô quá thì công an cho bé kêu nó cho bé nhập viện lại. Đấy là trường khoa nào ạ chị? Dạ. Trường khoa. Cái chị đó tên gì em cũng không nhớ nữa, chị đó vô nói chuyện với em á, đập bàn đập ghế đầu dữ lắm. Em không hỏi tên mà em chỉ hỏi là trưởng khoa đấy là khoa gì? Cái khoa đó là khoa tổng hợp đó chị. Trưởng khoa tổng hợp nói là khoa dạ. À cho tới bây giờ chị, thì em được biết là cũng có một số báo đài đăng tin về cái trường hợp của mình cũng như là cái hoàn cảnh khó khăn của dạ. Gia đình đó. Thì chị có thể kể một xíu là đã được Mạnh Thường Quân hỗ trợ như thế nào? Dạ. Có bên mấy anh mấy chị hội Hồng Quân á, mấy cô mấy chú á, thì có giúp đỡ cho bé để có số tiền mà để bé điều trị á, thì để cho bé lo cho bé để gắp sọ đồ vô với điều trị thuốc men á, thuốc nhầm kia thuốc ngoài giờ ngoài dùng á anh, để hỗ trợ cho bé để mà bé có số tiền. Em cũng cảm ơn mấy cô mấy chú hội Hồng Quân với mấy anh mấy chị đã giúp đỡ số tiền để cho bé hỗ trợ cho bé để sau này bé còn điều trị lâu dài. Để em cũng cảm ơn mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú cũng có hỗ trợ cho bé. Hỗ trợ là được khoảng bao nhiêu tiền chị? Cũng khoảng được người gom góp á, mấy chị gom góp là cũng người 30-40, người 40-50. Có bà chị, có chị ở ngoài Hà Nội thì gom góp cho bé được 70 triệu để tạm ứng cho bé. Là tổng hết tất cả là tổng hết là 200 mấy. Hơn 200 triệu ha. Dạ. Bệnh viện có nói là sắp tới ghép sọ thì gia đình phải chuẩn bị bao nhiêu tiền không? Bác sĩ nói là để ghép sọ gần ghép sọ. Thì em cũng biết là cái gầm cái sọ đó là cũng có phải một phải có số tiền trong người, thì bác sĩ không có nói bao nhiêu khoảng nhiêu tiền hết á,
thì em cũng nghĩ định là có khoảng 20-30 triệu trong người, thì em không có số tiền đó, và chị em thấy hoàn cảnh vậy đó, có đăng lên là kêu gọi mọi người thì gom góp cho bé số tiền để điều trị cho bé. Dạ, yeah. Bây giờ á, về phía công an á chị, thì họ có nói với chị là khi nào là sẽ có kết quả điều tra cuối cùng về cái vụ việc này không? Bên phía công an cứ nói là để điều tra không à, để xác minh lại điều tra. Là bây giờ là bên công an huyện Đức Hòa, là bên sát gì đó là đang giữ hồ sơ của bé. Tuần trước thì có nói là trả biên bản cho em, là trả sớm nhất trả lời biên bản cho em, mà tới ngày hôm nay mà chưa thấy trả lời biên bản. Sớm nhất họ có nói là ngày nào không? Không, có nói là có nói một trong có tuần vừa có lúc đó em xuống là nói là sớm nhất là trong vòng một tuần trả lời biên bản cho em, mà tới giờ ngày hôm nay chưa có trả lời biên bản cho em. Và trong vòng một tuần cho đến ngày hôm nay là mấy tuần rồi? Khoảng 2 tuần rồi, 2 tuần mấy rồi. Dạ. Yeah. Vẫn chờ đợi hả chị ha? Vẫn chờ đợi rồi, hồi sáng này em có gọi em nói chú ơi, vụ án của con sao rồi, chú điều tra tới đâu rồi? Nó là còn đang điều tra, đang để thông tin với xác minh với bệnh viện nữa, lấy bệnh án. Thì em có nói bây giờ chú phải tranh thủ làm ma cho con, chứ bây giờ là con không có chờ đợi được nữa. Giờ con bị gì con không có chờ đợi được nữa, giờ chú phải làm ma cho con, chứ không phải để cái hồ sơ đó nằm hoài được. Thì chứ nói chuyện nào xuất viện, chú sẽ chị xuất viện về mới có giấy tờ. À, em hỏi cái hai đứa con lớn của chị có hay vô đây thăm em không? Có thằng không vô thăm được, không cho lên khoa. Không cho lên khoa? Dạ, con nít không cho lên khoa. Khi mà bé bị như thế là cấp cứu từ cái cơ sở của nhà cô Duyên lên trực tiếp đây luôn? Sơ cứu ở dưới Đức Hòa hạ, trạm y tế Đức Hòa hả chị? Xong rồi sau đó thì chuyển viện lên đây. Từ một đứa bé lành lặn, khỏe mạnh, bình thường mà như hồi nãy mọi người thấy là bé phải cắt bỏ hết một bên sọ, và chắc chắn là cái nỗi đau của người mẹ không thể nào mà thay thế được, đúng không chị? Bây giờ á, cái mong muốn lớn nhất của chị là gì với cơ quan chức năng và với bệnh viện? Em muốn là để mà mong muốn em là để cho lợi đòi là công bằng cho bé. Rồi công bằng cho bé, em muốn bé để khỏe mạnh như người bình thường như mình đó. Em muốn là con bé mà phải lấy lại công bằng cho bé được. Trong những ngày đi chữa bệnh như vậy á, thấy công an họ lâu trả lời như vậy, có khi nào chị muốn bỏ cuộc không? Không, em không bao giờ em bỏ cuộc. Em phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Bí phí bên công an là em có nghi ngờ là có một quý ấn gì đó, là tới ngày hôm nay mà chưa có lên mà coi con em như thế nào, lên chưa có lên mà để mà coi hồ sơ bệnh án như thế nào. Có hôm bữa mà em trình báo xong, có bên công ta bên xã hội lên á, bên và phía nhà trường lên á, thì phía bên công an cũng có lên này, bác sĩ cũng không có đưa thông tin gì. Nghĩa là từ khi mà bé nằm ở đây là có công an với lại phía nhà cô Duyên là lên một lần, bên trường chứ không phải là bên cô Duyên, bên nhà trường, bên em báo bên 3 số 1 đó. Tại vì là cô Duyên là trưởng, hiệu trưởng của trường đấy thì còn gì. Nhưng mà có bên công tác xã hội nói cái gì đó, cái gì quyền lợi cho em á. Đấy là bên cái hội gì đó. Cái đó là hội bảo vệ trẻ em Hồ Chí Minh đúng không? Đó. Cái là của hội chứ phải của trường. Dạ đúng rồi, bên của hội. Dạ. Lên một lần tới giờ luôn. Vậy là bên trường chưa lên lần nào luôn? Chưa, không điện hỏi thăm bé. Không có một lời mà điện hỏi thăm bé, chị ơi bé khỏe chưa. Chưa có một hồi mà điện hỏi thăm. Rồi chưa có mà lên đây hỏi thăm bé như thế nào, coi bé con em như thế nào, sống chết như thế nào. Chị đọc lại một lần nữa đơn tố cáo rõ ràng cho mọi người nghe để biết diễn biến câu chuyện với chị. Chị đọc đơn, em không có biết chữ, em không có đọc được. Cái này đơn này là của ai? Ai làm cho chị? Em đi lại đánh máy, em đọc cho người ta đánh đó. Rồi chắc là mọi người hãy đọc cái đơn tố cáo này một lần nữa ạ. Sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 7 và cho đến bây giờ là ngày 23 tháng 8 rồi. Như này Ngọc ơi. Lá đơn này làm vào ngày 30 tháng 7. Em như vậy là đã hơn lẻ 3 tuần rồi. Vì sao cho đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng
vì sao bé Đặng Thị Thanh Nhàn bị chấn thương ở đầu nặng như vậy, vì sao mà cho đến thời điểm này trường mầm non nơi mà chăm sóc bé ngay ngày đầu tiên bị nạn vẫn chưa đến hỏi thăm bé. Thì đây là, vẫn còn là những cái ẩn số mà cơ quan chức năng cần phải giải đáp để mà đòi lại công bằng cho bé Nhàn, cho chị Cương và cho những đứa trẻ bất hạnh trong cái thời điểm mà có quá nhiều sự vụ xảy ra ở trường mầm non, ở những cái tụ địa điểm nuôi dạy trẻ tư nhân, và cũng như thậm chí là những cái điểm nuôi dạy trẻ mà mang tầm quốc tế vẫn có thể xảy ra những sự việc đau lòng như là cái vụ gây quay vừa qua. Và xin mọi người nếu mà có thể xem clip này có thể lan tỏa thông tin để công an có thể vào cuộc một cách nhanh chóng hơn để giúp cho bé Thanh Nhàn có thêm cái chi phí điều trị nữa, tại vì bé còn phải phẫu thuật ghép sọ nữa. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi đoạn clip này. Xin chào mọi người.